Hello, chào quê lúa chào cả nhà nhá. Này cũng như lời video trước là nói là thưởng ra review phiên chợ chủ nhật ở quê thưởng đây. Này bố con thưởng ra chợ ăn sáng, con thưởng ra chợ ăn sáng rồi review cho cả nhà xem phiên chợ nhá. Hôm nay thời tiết quê thưởng rất đẹp tại nhà cả nhà. Nó cũng không mưa, với lại nó cũng không lạnh nữa. Đây các bà đi chợ về sớm thế đấy, về mà giờ bố con thưởng mới đi ăn sáng đây. Đây mọi người đi chợ thì đó ô tô từ ngoài này, vì vào trong khu vực thì nó cũng đông quá ảnh hưởng đến giao thông nên mọi người để ô tô ở xa. Cổng chính thì chợ thì ở kia, thông thường sẽ để xe ở cổng này, rồi sẽ để xe ở cổng này để tí thuận tiện những việc ra lấy. Vào quân đây. Khá đông cả nhà. Có thể xe. Bắt xuống lấy vé đi, có để xe ở đây. Ông ghi cháu vé, đưa vé cháu. Trong giờ thì cũng chưa đông lắm, chắc là một lúc nữa, thì khả năng là sẽ đông hơn. Bây giờ ông còn sớm ấy. Bây giờ mấy giờ nhỉ? Bây giờ mấy giờ nhé? Giờ là 8 giờ kém. Con thử vào ăn sáng đó. Ăn sáng này thì thường sẽ quay chi tiết sau cho cả nhà xem nhé. Đi vào ăn sáng thì thực ra cũng sẽ ghi lại những cái gian hàng chi tiết hơn. Đây là ăn sáng, đông quá, đây cả nhà nhìn rất đông luôn, không có chỗ ngồi. Bố con thưởng ăn xong được, bây giờ đi đây, bên này là bán chiếu này, dãy bên này là bán hầu như là dãy bên này là bán đồ ăn này, còn dãy bên này là bán đồ chiếu gạo đây, bây giờ thưởng ra đây nhá. Bên này là đồ dành cho vật dụng gia đình đấy, chổi dao là nhiều chưa, đồ giá. Đói không? Đói không? Đây, rất nhiều đồ vật dụng đây. Quần áo. Vâng, bà bán gì đây? Bán chổi đây. 90.000. Cái này toàn là chuối thôi, chuối đồ thờ Tết cho mọi người vào mua đông luôn. Ở Thái Bình Thượng thì mọi người thờ chuối lùn đấy, thờ cả dài thờ chuối lùn nên mọi người đi mua chuối lùn nhiều lắm. Chuối lùn này hầu như là khu vực ngoài Bắc là mua chuối lùn nhiều. Hương thơm ấy. Đây là vật dụng đây, đồ nhựa, chổi. Bên này là đồ thắp hương.
luôn, gần như là tất cả các mặt hàng ăn có thể ăn được ở dãy này. Đây là quần áo đấy, bên dãy này là dãy quần áo. Đây là bên này là bên vật dụng dao cuốc xẻng. Thì mọi người cũng ít đi bán con giống lắm, hầu như là mọi người bán những con mà gà thịt ngày Tết là nhiều, khả năng là nhiều. Mấy tuyết tiêu xin đấy, tiêu hụt à, vừa lấy cả đằng ấy đấy, lấy lại các, của đằng ấy thường thường đấy, miêu 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 lấy cả. Các phiên thường họ bán vật nuôi nhiều như phiên này. Không, chứ bóng mà. Mèo á. Chứ bóng to đúng đấy. Như kiểu mèo Anh ấy. Mèo Anh lông dài. Đấy, các chú mèo con ấy. Lợn quá. Ngựa thiết mang ăn mèo cũng vậy. Mèo gà ác ấy, gà thuốc ấy. Bên này là bán ngan vịt thịt, kia họ tới xếp thịt luôn. Bên này là bán ngan vịt này, bên kia sẽ bán gà, ngoài này là bán chó mèo. Gà thịt ngày Tết đây là to rồi, con này giống gà của nhà đó. Gà hồ á, đúng là gà hồ á. Gà ép cái đông cảo á, xong rồi ép sâu á. Gà đông cảo mái thường cũng muốn mua một đôi ngỗng sư tử, cái này nó chỉ khoảng 5-2 thôi. Bên này bán gà này, bên này bán ngan thì vịt còn nhiều. Rất nhiều gà Tết luôn. Bao tiền cái đâu đó. 20.000. Đây này ông này. Đấy cứ bỏ vào đây ta run đi kéo lại. Đấy sắt đây này nhá. Đây là 50 cái cơ. Dạ 20.000 một cái ạ. À.
đấy bỏ đây kéo đi kéo lại sắt này không phải 5 cân rồi. Vâng. Cái này nó hay cái này có cái đế chứ còn gì? À có đế hết ạ. Cái nào nó cũng có đế. Vâng đây là nộp cái này ra là giá luôn này. Đây đế này. Đấy đây dính này. Đấy rất là thuận tiện luôn. Giá 20.000 một cái ạ. Ờ, thường mua một cái về mài dao nhá. Chọn cái nào chọn. Đấy. Đây con lấy đi, con lấy cái nào cái nào cũng hết cho thì cái nào chọn. Cái nào. Xin chắc là cái nào. Đấy, thế là mua cái mài dao về ngày Tết. Quần áo ấy. Bên này là chăn này, chăn gối. Đấy, rất nhiều chăn ngày Tết nhé. Thảm để nhà, áo ấy. Khá là đông. Có lẽ là tổ chức bình thường sang bên kia đi cho nó đỡ đông hơn cả nhà. Đây. Đây có phần tối đi rồi. Đông lắm. À. Kín người luôn đấy. Đi sang đây rất đỡ đông. Hoa ly. Kim tiền đây. Phòng làm đẹp chưa cả nhà. Địa lan. Trên là đường đẹp đi. Đấy, đi đâu này nó đỡ đông. Ở kia đông quá cả nhà. À đây vẫn còn ông bán chim nữa này. Vẫn còn người bán chim nữa. Chuột, chuột hamster. Lang. Lang á. Đây ông tưởng cứ nghĩ là chuột hamster nhưng thực ra là tưởng chưa nuôi bao giờ nhưng con bảo chuột lang. Con đen đẹp nhỉ, con đen đẹp chứ. Con này là hồ điệp. Kiếm địa lan. Hạt rẻ. Hạt rẻ rang, rau tại chỗ. Ngoài này thì ngày Tết thì mở rộng thêm bán thêm đào quất. Tưởng đi ra tưởng mua cho Thiện cái ốp điện thoại nha cả nhà nhá. Chợ thì gần như là thưởng cũng review gần hết rồi. Nó sẽ thiếu một số khu và thiếu một số cái điểm mà thưởng không đến được vì lo có thời tiết như tối hôm qua nó mưa phùn nên nó dẫn đến nó ướt đấy. Tôi cũng không muốn rằng mình lội vào đấy thì nó sẽ nhếch nhác ấy, để không lội. Bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài khu vực ở ngoài gần nhà văn hóa để cho cả nhà xem khu vực mà bán đồ chợ xuân ở gần khu vực nhà thưởng nhá. Bây giờ là tôi sẽ đi ra chợ Thấm. À, khu vực Thấm đây. Đá đông cả nhà. Đây là khu vực này là khu vực ngoài chợ rồi. Bán chăn này. Chăn với những cái đồ mà Covid thì nhật vãi đây. Đây là khu vực này là khu vực gần như là gọi là hội chợ của ngày Tết đấy. Ở huyện Thưởng đây, thị trấn. Đây là nhà văn hóa thì trước cửa nhà văn hóa trung tâm nó cũng rộng, khá rộng nên là mọi người cũng có thể bày bán đồ Tết. Tai nạn giao thông kìa con kìa. Đấy, đi là anh Huy cẩn thận vào. Tưởng đang cho con đi thì gặp tai nạn nên tưởng có thể tưởng nhắc mà con luôn. Đây là đà mai, hoa ly. Khu vực này thì cũng khá dài để cho mọi người trưng bày mặt hàng bán. Đây đào rừng đó. Cành đào quất luôn. Rất nhiều quất cả nhà.
chùm. Đây là bồng đấy, bồng bưởi. Đào rất to luôn cả nhà. Rất nhiều mặt hàng cho cả nhà chọn luôn. Bên này là các anh xe ôm cũng như xe lôi để chủ động chở giúp dân. Vào quất đây. Thường đi qua đợt này thì có nhạc ấy, nên là thường tắt âm thanh để tránh trường hợp nó có bản quyền đi. Cả nhà thông cảm. Cây này đẹp chưa này cả nhà? Cây này nó có cả lông cả hoa luôn. Cây kia cũng đẹp. Quả đều. Đã thường đi năm nay tưởng dùng mai rồi nên là tưởng không mua quất. Đây là đào đây. Đào ghép đây, đào ghép. Mình tưởng nghĩ đó là gốc mận hoặc là gốc mơ gì đấy, mọi người ghép vào. Rất nhiều đào luôn. Đây cảnh. Ok. Có trồng năm 50. Rất nhiều cây đẹp luôn. Cây này cây gì nhìn lạ lạ. Chị ơi, cây này cây gì em nhỉ? Anh, cây này cây gì? Cây này là cây trúc bách hợp. Trúc bách thảo ấy. Trúc bách hợp. Trúc bách hợp. À, tưởng như thế rất lạ, rất lạ luôn. Mộc không? Quất đẹp chưa cả nhà này? Quất rất đẹp luôn. Đào lên. À, tôi quay đầu về nhé. Wow, thật dược. Thì phong lan năm nay chẳng lấy bán khu vực ở chỗ bán rất nhiều luôn. Có lẽ là clip của Thưởng đây là cũng khá dài rồi. Thưởng kết thúc clip ở đây. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của Thưởng nhé. Cả nhà clip tiếp theo. Bye bye, chào cả nhà nhé.